Hello, chào mừng cô chú anh chị nha. Này phần ghé là chỗ bán của cô Chính là chùa Kim Cương đó nha. Này cô Chính bán đồ chai nha. Hủ tiếu chai, bún mì xào chai nha cả nhà. Này ngày rằm nha. Khách rất là hiện tại kìa. Khách rất là đông. Full bàn này. Cành nữa. Trong này có hoành thánh với lại chả nha cô chú chị. Cái nồi nước lèo bên kia ha. Đây cô Chính bán ở địa chỉ 108/20A đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3 nha cô chú chị. Nuôi nước, nuôi nước, đông quá. Mấy ngày trời này, nay ngày trời gần ngay chùa nó Chính bán rất là đông khách. Cái dù xanh lớn rồi. Sáng giờ khách đông lắm hả? Đông lắm rồi. Làm không kịp rồi. Khi nào xong cho con tô bánh canh nha. Hai tô tiếp bên này đi. Đây, hai tô tiếp trước đây nè. Hoàng Thắng nữa nha. Nồi nước lèo của chú anh chị mình xem. Này bán đồ chai, cô kia không nhớ, này cô kia đi mua bún mắm. Nói đi hôm nay là ngày chỗ cô Chính bán bún mắm đó cả nhà, chủ nhật. Này có nấm rơm với là củ cà rốt, củ cải trắng nhiều lắm. Nấm đồng cồn rất là nhiều nấm cho mình. Siêu nấm. Một bánh canh, một bánh canh. Một bánh canh bé. Bánh canh ăn vậy hả chị? Chính này lăn xăng luôn. Này đồ chai người ta ăn quá trời luôn. Thầm thấy. Một mình.
Rồi xong rồi một hủ tiếu bánh, một hủ tiếu mì ăn đây. Bánh canh. Có hủ tiếu. Rồi, đậu rồi, đậu rồi. Rồi gì nữa? Rồi một hủ tiếu bánh, một hủ tiếu mì ăn đây. Hủ tiếu bánh rồi. Đây mì của xe đạp. Xong rồi một bịch mì, một bịch canh. Xe tím gì vậy? Một hủ tiếu mì nước. Hủ tiếu mì nước có luôn. 25 tiền đó anh chị ơi. Hủ tiếu mì đây, hủ tiếu bánh đây. Rồi, em mua về ăn đây vậy. Một mì một bánh canh nha. Rồi này hủ tiếu ít bánh. Rồi có đi hành khách đâu. Rồi có một hủ tiếu khách chỗ ngồi. Rồi chừng một cái người bé đó. Cho tô ra nữa đây. Đây hủ tiếu mì. Tay cầm cái gái chưa lấy đồ. Có mua về không? Rồi xong giờ tới. Khoan khoan cái này mày hủ tiếu mì nè. Hủ tiếu mì, hủ tiếu. Rồi xong rồi một mì nha mẹ. Một mì về luôn. Một mì cho đây, một bánh canh cho đây. Rồi dùm nha, một mì. Dạ qua bên đường hỏi khách ăn gì đi. Bên này là bên cô Thư á. Để đây em chị. Một hủ tiếu mì người lớn, một tô mì cho em bé. Bánh đậu đó. Đậu đó. Đậu đó. Để bên đó đó, có chiếc xe đỏ đó. Quá trời luôn, 4 chiếc. Khách công có chỉ chiếc xe kìa. Đang vô chú chỉ chỗ để xe ấy nha, xe quá trời này là chịu đi ăn chay quá trời luôn á. Nè ta thích ăn hủ tiếu chay hơn là bún mì xào ha. Bên này có tàu bún mì xào tàu hủ. Mì xào đồ hủ tới giờ. Khách ăn món nước nhiều. Mãi phần tới đầy cái nồi nước này rồi còn cái nửa cái nồi. Đưa cái nào. Đổi tài đổi tài. Nó bao nhiêu đi là không ăn thì cứ quăng lại. Đi con vô hỏi đó dễ dễ sao. Không nhớ đâu. Mấy cái này nó thiếu sao mày làm được.
năm tô đi. Bao cặp bố bốn cái mì chay đúng không? Rất hồi luôn chưa? Mì với một cái mì xào không có tương. Đúng rồi, đoạn khô. Đây con. Nó tiêu sốc dầu cho nó được rồi. Cái hủ tiếu mình sốc dầu được rồi. Cái chồng tô nữa đi. Cho chị cái tô đi cháu. Chính ra cô chính nghĩ sơ hơi xíu à. Đi đường đó cũng được á cô. Tới đó quẹo phải cái là ra lại. Mì tô tí qua đây. Bên đường là bên này trên bên ngồi trước mình nè. Không cho con một cái bao. Tí qua rồi. Con nuôi là cái bàn đó luôn á. Muốn gì vậy? Bàn hả? Chai bán đắt kia nha. Cho cái bịch giá ra đi anh. Ăn đây ở bên đó có bạn đủ bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em để ra. Rất là đông luôn, bây giờ khách vô quá trời luôn nè cô chú chị. Dạ. Ngày trai mà đúng ngày chủ nhật nữa. Có vậy à, ngày thường bán đắt hơn hả cô? Nhà ta đi ăn trễ nè. Ngày trai là phải rồi. Ngày nay không phải quán của chủ cô Chính đâu nha cô chú anh chị. Chỗ nào bán đồ chai cũng đông. Chiều Phương đi ăn chai cũng vậy. Đông nghe thấy chưa, không có chỗ ngồi. Chị với mấy cô này đứng ở ngoài chờ. Dạ, tính ngồi ăn cô hủ tiếu chai và tình hình này không biết sao đây. Hết bàn luôn đó Thương. Hết bàn luôn rồi cô. Hết bàn luôn á. Chờ nãy giờ 15 phút mới có chỗ ngồi ăn này nha. Kiểu một chiếc mì nha. Tôi thấy nấm quá trời luôn nè. Nấm hương nè, nấm rơm nè. Tô này 25.000 nha cô chú chị. Đây nấm đây nè. À, có hai miếng hoành thánh nha, hai hoành thánh. Trời quá trời luôn. Quá trời nấm rơm. Thử miếng nước lèo nè. Đông quá. Chủ nhật đi sớm xíu thì đỡ đông hơn. Bây giờ này người ta đi ăn rất là đông. Ngày chủ nhật người ta đi ăn hơi trễ. Bây giờ này cũng đói bụng rồi mới ghé ăn. Ngon. 25.000 quá rẻ. Tìm đổ rào.